Kịch bản kể gây hấn đấy, hay đấy. Ông Vanh buồn cười thật đấy. Cái mẫu đồng hồ mình yêu thích đã hết hàng lâu rồi mà. Uầy, quý thế nhở. Đồ biến thái. À, cái gì đấy? À, biến thái. Anh có làm gì sao đánh tôi trước vậy? Trời ơi, chờ anh với. À, này, bông kìa. Anh ơi, có chuyện gì thế ạ? À? Chuyện gia đình thôi mà. Ơ quái lạ. Vừa mới thấy chiếc đồng hồ đây mà. Anh tìm gì đấy ạ? À? Ơ. Anh làm gì đấy? Đây là chiếc đồng hồ của tôi. Cậu cho tôi xin lại nhé. À, ra là cái cô gái hung dữ vừa nãy là em gái của anh đấy ạ? À? Đây, anh cầm lấy. Có chuyện gì vậy anh? Anh và em gái của anh có mâu thuẫn. Bây giờ cô ấy bỏ nhà đi rồi. Mà em nhìn anh, thấy anh quan sát chiếc đồng hồ, có vẻ anh quý nó lắm ạ. Đây là món quà mà anh đã tích góp lại để tặng cho cô ấy khi mà cô ấy sinh nhật 18 tuổi. À, anh về. Hôm nay là sinh nhật của em đấy, anh không mua ngỗng quay cho em à? Anh lấy đâu ra tiền mà mua ngỗng quay? Thôi đi, anh đi làm bao nhiêu lâu như vậy mà không có tiền mua ngỗng quay. Anh keo kiệt bủn xỉn mà em thì có ấy. Không có ngỗng quay, nhưng mà anh có món quà khác đền bù cho em. Đâu em xem nào. Này, anh bỏ tay ra không làm bẩn hết bây giờ. Ấy, sao anh biết là thích cái đồng hồ này? Mà chắc là đắt lắm nhở? 6 tháng lương của anh đấy. Thôi, chúc mừng sinh nhật em gái tròn 18 tuổi. Này, sang năm là bắt đầu thi đại học rồi, phải cố gắng lên đấy nhá. Vâng, em biết rồi, em thương anh trai nhất. À, anh ơi, sắp tới em đi học đại học, anh mua cho em một chiếc xe máy nhá. Xe máy tốn kém lắm, em đi xe buýt được không? Nhưng mà đi xe buýt bất tiện lắm, em muộn học mất. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng. Vâng ạ. Bây giờ đi cắt bánh đi, anh ăn rồi không, anh đói lắm. Vâng ạ, chờ em tí. Thế thì nguyên nhân là gì mà khiến cho mâu thuẫn giữa hai anh em không thể giải quyết và đến mức em gái anh tức giận và vứt chiếc đồng hồ ấy đi ạ? Con bé nó đi học, bị bạn bè trêu vì gia đình nghèo khó, lại có một thằng anh vướng vào vòng lao lý, nó mặc cảm bỏ nhà đi. Anh vừa nói cái gì cơ ạ? Cậu đừng có sợ, tôi chỉ bị bắt vì tội ăn trộm thôi, sau đó tôi đi cải tạo và được về rồi. Cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh thôi ạ, em cũng có thể thông cảm cho anh phần nào. Không phải đâu, mẹ tôi trước đây cờ bạc, bà ấy bán trâu đi để lấy tiền chơi cờ bạc. Sau đó thì bố tôi mất, mẹ tôi cũng bỏ đi. Tôi hỏi cậu nhá, tôi một thân một mình thì lấy đâu ra số tiền đó để chuộc lại trâu? Thế nên là tôi đành phải đi ăn trộm. Trộm xong thì có tiền chuộc lại trâu. Chuộc lại trâu xong thì lại bị bắt. Người ta biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, thế nên là cho tôi đi cải tạo rồi cho về. Thế em gái anh có biết việc này không ạ? Tôi không muốn cho nó biết. Chắc chắn nó sẽ mặc cảm vì gia đình của nó như vậy. Anh cứ yên tâm ạ, em sẽ tìm cách giúp anh. Nhưng mà chúng ta không biết nhau mà. Anh cứ yên tâm, có em ở đây ấy, thì em gái anh sẽ không bao giờ bị tổn hại gì đâu ạ. Vẫn còn nguyên vẹn anh nhá. Thấy cậu như vậy tôi cũng yên tâm rồi.
Bình thường thì bạn bạn bè bè, đến lúc túng thiếu vay vài trăm nghìn thì hắt hủi. Đúng là đời mà. Bạn có muốn tìm việc lao động phổ thông toàn thời gian không? Với mức lương 5 triệu một tháng, bao ăn ở, yêu cầu nữ từ 18 đến 45 tuổi. Nếu bạn muốn đăng ký làm việc thì hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại để phỏng vấn và nhận việc ngay nhé. Tốt quá, xin việc đã nhiều nơi rồi mà không được. Chỗ này quyền lợi lương thưởng ok quá nhở. Nhưng mà tin nhắn thế này liệu có sợ lừa đảo không nhở? Thôi, mình cứ đến phỏng vấn xem sao. Dù sao thì cũng đã xin hơn 10 chỗ rồi mà vẫn chưa được việc. Chào em. Em chào anh ạ. Em có phải là Châu, cái người mà hôm nay định xin làm giúp việc nhà anh không? Anh là anh Huy sao ạ? Trái đất này tròn nhở. Không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh này. Em... Mà em đi xin việc mà có phải hấp tấp thế hả? Mới muộn có 1 giờ đồng hồ thôi mà. Dạ không ạ. Em định đi vệ sinh thôi ạ. Thì anh vào thẳng vấn đề luôn nhá. Nhà anh bây giờ là đang tuyển giúp việc, lương thưởng như thông báo đấy. Có cả bao ăn ở luôn ạ. Thế em xin việc mà em không đọc kỹ nội dung à? Không ạ, không. Em đọc rồi ạ. Nhưng mà em thấy mức lương cao mà lại còn bao ăn ở nữa, nên là em hỏi lại cho chắc ạ. Nhà anh khá giả lắm. Cái chút tiền đấy thì quá là bình thường luôn. Anh cũng chỉ cần người chăm chỉ, chịu thương chịu khó thôi. Nhưng mà nhìn em tiểu thư như này thì chắc là không chịu quá nổi 3 tháng. Nếu mà đến lúc đấy không chịu được thì đi tìm việc khác đi nhá. Dạ, vậy là em làm việc luôn bây giờ ạ? Ngay bây giờ. Tôi bảo là ngay bây giờ. Sao cô lề mà lề mề nó không hiểu gì à? Từ nãy đến giờ tôi nói có không kinh nhớ cái gì vào đầu à? Lề mà lề mề. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình. Tang tình 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 tang 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 tình. Ui, anh ơi, em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ. Này, tôi thuê cô về đây để cô dọn dẹp nhà cửa cho tôi nhá. Chứ không phải là để cô ca hát nhảy múa đâu Hoàng Thùy Châu ạ. Em xin lỗi anh ạ. Này, vừa nãy cô lấy cái gì cô lau mặt cho tôi đấy? Sao ngứa đấy? Dạ không ạ. Để lấy khăn giấy cho anh nhá. Đứng đấy. Không cần. Bây giờ cô lau nhà nó sạch sẽ rồi nhá. Tí nữa ra được kiểm tra đấy. Vâng ạ. Sao? Ý kiến gì? Không ạ. Cô biết dọn nhà không đấy? Hả? À.
lau mỗi một cái sàn mà từ sáng đến giờ lau bẩn y nguyên như thế. Nói cho cô biết nhá, cô dọn cho bằng sạch thì thôi, không thì cô cứ ở đây đi. Vâng ạ, em biết rồi. Anh ăn cơm ạ. Ừ. Này, cô định làm gì đấy? Dạ, em ăn cơm ạ. À, ăn cơm à? Thế có phải là cô đang định ngồi xuống để ăn chung với tôi không? Dạ, thế để vào bếp ăn ạ. Này, cô có biết phân biệt chủ tớ không? Chủ ăn hết rồi, còn thừa mới được tớ ăn. Cô nên nhớ là cô đang làm thuê cho tôi đấy. Đi ngang hàng à? Dạ, em xin lỗi. Đi vào trong kia dọn quần áo anh lên. Lần sau đừng có làm trò nhá. Hãm mình. Hay là nghỉ việc nhỉ? Sống như này nhục nhã quá. Mình không thể chịu được nữa rồi. Lương 5 triệu là 15 giờ một ngày. Ăn uống tự túc, không có thưởng. Lương 3 triệu, không bao ăn ở. Ở đây không tuyển về được danh con hỉ mũi chưa sạch như mày đâu. Mình đến đây phải làm. Anh, thôi, anh ăn cùng em đi. Thôi, nãy anh ăn ở cửa hàng no lắm rồi, em cứ ăn đi. Thế anh cứ để đấy, lát ăn xong em làm phụ cho. Thôi cô ạ, à, cô cứ ăn cho ngon đi, cho no đi. Xong rồi cô vào học cho tôi là tôi vui lắm rồi. Đấy, anh lại nói dối em rồi. Vẫn ngon anh toàn nhường cho em thôi. Này, anh ăn cùng với em đi. Thôi, em ấy là phải ăn phần ngon. Ăn thật nhiều vào mới có sức để mà học. Chứ anh thì ăn đơn giản lắm, anh ăn thế nào chẳng được. Ăn đi. Anh mà cứ chiều em thế này á, em ở vậy, em không lấy chồng nữa đâu. Thôi nhá, tôi xin cô nhá. Cô ở đấy thì tôi làm sao mà có sức mà tôi nuôi cô được. Nếu mà cô nuôi tôi thì tôi đồng ý. Sợ gì, em nuôi anh. Mà này, ăn xong ấy, cứ để hết bát đũa đấy anh rửa cho. Đi vào học luôn đi. Anh chiều em thế này, em hư mất. Ui giời. Tôi chỉ có mỗi mình cô là người thương thôi. Không thương cô thì tôi thương ai bây giờ? Ăn xong để đấy tôi làm cho vào học. Vâng ạ. Hay là quay về nhà. Ở đó có anh trai cưng chiều, mọi việc đều có anh lo, không phải vất vả như bây giờ. Thứ con nhà nghèo như mày mà cũng đua đòi đi học đại học á. Không có điều kiện thì ở nhà đi, bẩn mặt. Này, đừng có trêu bạn như thế chứ, bạn mách anh trai đấy. Không, sống nhục nhã bao nhiêu năm như đấy còn chưa đủ à? Có chết, mình cũng không bao giờ về lại căn nhà đấy. Phải chi, mình còn bố mẹ thì đã không phải khổ nữa này. Em mời anh ạ. Ừ. Anh Huy ơi, đây là đồng hồ của em mà. Sao lại ở trong tay anh ạ? Đồng hồ của cô à? Cái này là tôi nhặt được, tôi tưởng cô vứt đi rồi. Anh ạ, anh cho em xin lại được không ạ? Thế vứt đi rồi, tự nhiên bây giờ hỏi xin lại, làm sao đấy? Mà cũng lạ nhỉ. Có cái đồng hồ cũ rích như này thì bao nhiêu người nhận là chủ nhân rồi đòi xin lại. Anh nói ai cơ ạ? À thì cái lúc mà tôi nhặt được cái đồng hồ đấy, thì có một cái anh chàng, anh ấy đến anh ấy xin lại. Thì tôi thì thiếu gì tiền đâu, nhưng mà tôi thích sưu tập mấy cái đồ mà tôi nhặt được ấy. Đấy. Thế xong là anh ấy còn cầu xin tôi, anh bảo là anh ấy là anh trai của chủ nhân chiếc đồng hồ này. Là anh trai của cô à? Anh ơi,
Anh cho em chuộc lại chiếc đồng hồ được không ạ? Anh cứ trừ vào lương của em cũng được ạ. Gớm nữa, đi làm giúp việc mà vẫn thích đồng hồ trang chảnh quá nhở. Thôi được rồi, đây trả cho cô. Đấy, gớm nữa. Em cảm ơn anh ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Cứ từ từ, gì mà cảm ơn vội thế. Ngồi đây, ngồi đây nhờ này. Có qua có lại đúng không? Bây giờ như này, tôi có cái gói hàng này. Trong này đã có số điện thoại với cả địa chỉ của người nhận rồi. Thì bây giờ tôi cần cô là giao đến cái địa chỉ đấy. Anh cho em xem chút được không ạ? Anh ơi, địa chỉ này cách nhà anh tận 15 cây đấy. Xa như thế mà trời đang bão thế này, làm sao em đi được ạ? Xa nhở? Ủi bão thế? Nhưng mà tôi thích. Thích có được không? Thế bây giờ có đi không? Nhưng mà người giàu như anh thì thiếu gì tiền ạ? Anh không. Húc ship là được mà. Nói nhiều nhỉ, bây giờ không nhưng nhị gì nữa. Bây giờ một là đi nhá, hai là nghỉ việc. Chọn đi. Dạ, vâng ạ, để em đi ạ. Ờ. Chị Hoa ơi! Chị Hoa! Chị có nhà không ạ? Chị Hoa! Ai đây? Dạ, chị Hoa. Em ở bên anh Huy, em xin đồ cho chị ạ. Huy nào nhỉ? Tôi có quen ai tên là Huy đâu, cô nhầm người rồi. Không, em không nhầm đâu. Đây, địa chỉ đây mà, chị nhìn xem đúng không? Con gái của bà Ngọc đúng không? Ui, càng lớn càng xinh như thế này à? Chị biết gia đình em ạ? Biết chứ, tôi là mối làm ăn thân thiết với cả mẹ cô mà. Bà ấy mà biết là bây giờ cô lớn lên xinh đẹp như thế này ấy, thì chắc là bà ấy tiếc lắm đấy. Chị nói sao cơ, em không hiểu ạ. Thế anh trai cô không nói cho cô biết à? Tội nghiệp thằng bé thật đấy, lúc nào cũng lo nghĩ cho em gái thôi. Chị nói lấp lửng thế, sao em biết được ạ? Tôi tưởng là thằng Vanh nó phải kể cho cô lâu rồi chứ nhở. Ngày xưa ấy, mẹ cô đã bán cô đi từ lúc mà cô chỉ vừa 14 tuổi thôi. Thằng Vanh ngày đấy nó đã phải chạy đi để mà xin người ta cho chuộc lại. Thế nhưng mà người ta bảo là phải có 50 triệu thì mới cho chuộc. Nó chạy đi vay mượn bà con hàng xóm khắp nơi nhưng mà không ai cho cả. Thế cho nên nó mới phải đi ăn trộm tiền rồi phải đi chạy cải tạo đấy. Không thể có chuyện như thế được. Chị lừa em đúng không? Tôi lừa cô thì tôi được cái gì chứ? Thằng Vanh sau khi từ trại cải tạo đi về ấy, nó đã cố gắng làm việc cật lực để trả nợ số tiền mà mẹ cô nợ người ta. Sau đó là nó mới bị bệnh thận, có đúng không? Đúng là anh trai của em có bệnh thận thật. Nhưng mà mẹ em bán em á. Thật ạ? Cũng may mà ngày đấy còn có anh trai của cô đấy. Chứ nếu không bây giờ chả biết là cô đang trôi nổi ở đâu nữa. Ôi, em có sao không? Em có sao không? Anh Huy, anh Huy, anh giúp em với. Anh đưa em về gặp anh Vanh với. Được rồi, em cứ bình tĩnh đi. Để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi đã nhé. Chuyện gì bình tĩnh kể cho anh nghe xem nào. Ai bắt nạt? Sao anh không kể chuyện là mẹ bán em? Sao anh lại giấu em như thế? Sao em lại biết chuyện này? Chị Hoa kể hết cho em rồi. Sao lâu nay anh không nói với em? Này, là cậu nói cho em ấy biết đấy à? Tại sao cậu lại nói ra? Tôi đã cố gắng giữ gìn bí mật này bao nhiêu lâu rồi mà. Thì anh thấy đấy, Châu cũng đã 18 tuổi rồi, đã đủ trưởng thành rồi. Anh phải để cho cô ấy hiểu những cái nỗi khổ tâm của anh chứ.
chứ anh cứ định bao cô ấy đến bao giờ? Nhưng mà em ấy rất đáng thương, tôi cần phải bảo vệ em ấy. Anh còn định bao cô ấy đến bao giờ nữa hả? Anh có biết là cô ấy đi làm giúp việc ở nhà em có một chút thời gian thôi mà cũng khóc sưng hết cả mắt lên rồi này. Tôi cũng đã đến lúc phải minh oan cho anh rồi, chứ anh định để Châu mãi nghĩ anh là một phường trộm cướp như thế à? Anh và anh phải chịu uất ức bao nhiêu lâu qua rồi, em lại còn hư hỏng làm cho anh phải buồn nữa. Không, anh có buồn đâu, anh ở bên cạnh chăm sóc em thế này anh vui còn không hết. Anh Vanh này, em làm mọi thứ ấy, cũng chỉ mong Châu hiểu là ra xã hội kiếm tiền rất là vất vả, mong cho Châu hiểu được cái nỗi khổ của anh thôi. Ở trên đời này ấy, chỉ có người thân của mình là yêu mình vô điều kiện thôi Châu ạ. Anh Vanh, em xin lỗi anh ạ. Thế còn túi đồ này không phải là túi đồ của chị Hoa, vậy trong này là gì ạ? À, đây là túi quần áo anh mua tặng cho anh Vanh với cả em, coi như là để trả lương cho cô giúp việc, làm việc chăm chỉ này, nhẫn nhịn này. Đấy, anh nói cho em biết nhé, thực ra bày trò trêu em anh cũng áy náy lắm. Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu đã giúp đỡ anh em tôi rất nhiều. Có cái gì đâu anh, nhưng mà nói là bày trò trêu Châu thì áy náy nhưng mà cũng vui anh ạ. À, mà em cũng đã nói với mẹ em rồi, em đã xin cho anh một chân làm bảo vệ ở trong công ty của mẹ em, thì có thể giúp cho anh có thêm thu nhập đồng ra đồng vào, chứ sau này Châu đi học đại học chi phí tốn kém anh không gánh được đâu. Cảm ơn cậu, tôi sẽ mang ơn cậu cả đời. Anh Huy, em cảm ơn anh đã giúp đỡ anh Vanh của em ạ. Có cái gì đâu mà cảm ơn, cái thứ em cần làm bây giờ ấy là em phải cố gắng học tập thật là tốt đấy, như thế là anh vui lây rồi. Cố gắng nhá. Làm sao đây? Mày sợ à? Ôi thôi, đừng có sợ, chúng mình là bạn thân cơ mà. Làm sao? Hôm nay có mang tiền cho bạn thân mượn không? Tôi không có. Cái gì? Không có tiền á? Mày nói lại tao nghe xem nào. Tiền của tôi ấy bị bọn Vinh Gấu lấy cả rồi. Cái bọn Vinh Gấu này nhanh tay thật đấy, dám hất tay trên của mình. Thế còn mày, sao mày đưa tiền cho chúng nó mà mày không đưa cho tao? Mày khinh thường tao đúng không? Sao? Mày mở mồm ra mày nói đi xem nào. Mày không biết nói chuyện à? À đúng rồi, cái loại không cha không mẹ như mày thì lấy đâu ra người dạy dỗ tử tế đàng hoàng nhở? Gì nữa đấy? Mày còn dám trừng mắt lên với cả tao á? Này, tao nói cho mày biết nhá, khuôn mặt xinh đẹp này của tao không xứng để cái loại bẩn thỉu như mày trừng mắt lên với tao đâu. Này, tao nghe nói cái thứ không cha không mẹ như mày, đến cả cái thằng anh mày ấy cũng không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Đúng là anh nào em nấy nhờ. Mày không được nói anh ta như thế. Mày, này, tao nói cho mày biết, mày dám phản kháng với tao á, con Tâm này chuyện gì cũng dám làm đấy. À, con này mày được nhở? Đúng là không có tiền thật. Tao nói cho mày biết, ngày mai mà mày không có tiền ấy thì mày liệu hồn với tao đấy. Này con bé kia, mày đang làm cái gì đấy? Hên cho mày đấy. Này, không có dễ đi như thế đâu. Anh là ai? Anh là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ ấy là chính mắt anh thấy em vừa mới đánh con bé này nhá. Này, bằng chứng đâu? Tôi đánh nó hồi nào? Chẳng qua là tôi thấy nó ngã nên là tôi đỡ nó dậy thôi. Bị ngã à? Được rồi, thế để anh hỏi bạn ấy xem có đúng là bạn ấy bị ngã không nhá. Em ơi, đâu rồi? Đấy, anh thấy chưa, làm gì có ai đâu. Anh bỏ cái đây ra, anh mà không thả cho tôi đi ấy là tôi sẽ kiện anh vì cái tội quấy rối đấy. Quá đáng thật.
chạy đâu rồi không biết nữa. Xong với tí tuổi đầu mà uống cả thuốc ngủ như này á. Tên Châu à? Địa chỉ. Châu ơi, dậy ăn cơm đi. Vừa đi học về lăn ra ngủ thế à? Con này mày có nghe anh nói gì không đấy? Anh ăn trước đi, em không đói. Con danh con này, bây giờ tao nói mày không nghe à? Ngồi dậy nào. Ôi, mặt mũi cổ mày bị làm sao đấy? Mày lại đi đánh nhau đấy à? Là bọn nó đánh em, tát em. Sao anh cứ đổ hết lỗi lên đầu em thế? Mày phải làm gì thì chúng nó mới đánh mày chứ. Bao nhiêu người chúng nó không đánh mà chúng nó cứ nhằm vào mày. Anh im đi, em không muốn nghe anh nói nữa. Con danh này, tao bỏ học, tao nuôi mày từ bé đến lớn. Mày ăn học bây giờ mày cãi lại tao bố láo như thế à? Anh đưa em đi khám bác sĩ tâm lý đi. Em sẽ không chịu được nữa rồi. Làm sao đấy? Sao phải đi khám? Mày bị thần kinh rồi mà phải khám. Đúng, em bị điên, em bị thần kinh đấy. Này, bây giờ mày dám nói hỗn láo với anh mày như thế à? Tóm lại là bây giờ mày dậy, ăn cơm sau đó đi học đi. Không cần phải lấy mấy cái lý do đi khám ra để mà trốn học đâu. Châu! 06 đường 2.3 04. Mày đứng lại đấy cho tao. Còn tao nói cho mày biết, mày có giỏi thì mày đi luôn đi, đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Anh ơi, có gì thì mình từ từ nói, sao lại quát em nó như thế ạ? Mày là thằng nào đấy hả? Mà sao mày lại cầm cặp của em gái tao hả? Tôi không. À, tao biết rồi. Cái thằng này là người yêu của mày đúng không? Ok anh. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mày giỏi mày đi luôn đi, đừng về nữa. Anh ơi, anh cầm lấy. Em gái anh bị người ta bắt nạt làm rơi cả cặp ấy. Tôi nhặt tôi mang về cho anh đấy. Anh cầm lấy. Anh hiểu lý do tại sao em lại làm như vậy. Em có cần anh giúp gì không? Anh hiểu. Anh hiểu thì có ích gì chứ. Người cần hiểu thì lại không hiểu. Ý em đang nói đến là anh trai của em à? Anh ấy lúc nào cũng vậy. Em bị đánh là em sai. Em phản kháng lại là em sai. Người khác xúc phạm đến gia đình của em cũng là em sai. Anh nghĩ là có hiểu lầm gì đấy ở đây. Chứ anh trai nào mà chả thương em gái của mình. Ngày nào em cũng bị bắt nạt, nhưng mà anh ấy đâu có biết. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ là em ăn chơi, em hư hỏng, em leo lỏng. Em nghĩ là nếu mà cứ như thế này chắc là em cũng không thể chịu được nữa. Cho anh hỏi nhá, thế cái con bé lúc sáng đấy là ai đấy? Cái con Tâm đấy học cùng lớp với em. Nó thích thì nó đánh em như vậy thôi. Vui nó cũng đánh, buồn nó cũng đánh, không có tiền tiêu nó cũng đánh. Tất cả tiền sinh hoạt của em đều bị nó lột sạch. Thế chẳng nhẽ là không có cách nào giải quyết à? Không ai muốn dính dáng đến việc này cả. Và cũng không có ai muốn trở thành nạn nhân tiếp theo. Quá quát thật đấy. Mới học sinh mà đã như vậy rồi. Không sao đâu. Dù sao thì em cũng quen rồi. Dẫu ra thì cũng không có ai quan tâm đến em sống chết ra sao. Em này, hôm nay cái lúc mà em làm rơi ba lô ấy, thì anh có thấy trong ba lô của em có một hộp thuốc ngủ. Em đang dùng thuốc ngủ à? Em mất ngủ mấy tháng nay rồi. Cứ mỗi lần nhắm mắt vào là em lại nghe thấy những lời chửi rủa, những lời xúc phạm, những lời dơ dáy của nó đối với gia đình của em. Em không thể nào ngủ được.
cho nên là em mới tìm đến thuốc. Thế thì anh nghĩ là em nên đi tham vấn sức khỏe tâm lý đi. Em 5 lần 7 lượt muốn đi khám, nhưng mà anh trai em nhất định không chịu. Anh ấy bảo em là đồ thần kinh. Nếu mà em không phiền thì để anh đưa em đi khám nhé. Không cần đâu, sáng nay anh cũng đã giúp em rồi. Với cả em cũng không có tiền. Nhưng mà bây giờ bệnh của em quan trọng hơn, nếu mà không chữa trị kịp thời là rất ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Hay là bây giờ như này đi, anh sẽ cho em mượn tiền, sau này bao giờ em có thì em trả lại cho anh. Chứ không thì anh cũng áy náy lương tâm lắm nhá. Đi, đứng dậy nào. Châu có làm sao không thưa bác sĩ ạ? Anh là người thân của cô bé à? Dạ không ạ. Vậy thì tôi cần gặp người thân của cô bé. Hiện tại cô bé đang bị trầm cảm ở mức độ nặng. Nếu như mà không điều trị kịp thời ý, thì có thể là sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn đấy. Một cô bé mới chỉ đang lứa tuổi học sinh, rốt cuộc là đã phải trải qua những gì mà bị mắc bệnh trầm cảm cơ chứ? Tôi nghĩ là cô bé cần có một môi trường sống tốt hơn để có thể thoải mái hơn. Nếu như mà được ý, thì anh hãy sớm đi làm với người thân của cô bé để hỗ trợ điều trị kịp thời nhé. Dạ vâng. Tôi là người thân của cô bé đây. Anh Vinh. Em cứ bình tĩnh đi. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Em ngồi đấy chờ anh một chút nhé. Em xin lỗi vì đã tự ý đi khám mà không bảo với anh ạ. Không cần phải xin lỗi đâu. Anh mới là người có lỗi. Anh xin lỗi em nhé. Thôi được rồi, cả hai cùng có lỗi, được chưa? Mà mọi việc đã được giải quyết rồi, thế là tốt rồi. Cảm ơn cậu. May mà có cậu đưa em gái tôi đi kịp thời. Có cái gì đâu anh. Châu này, em vào nhà trước đi. Anh đi có việc một chút. Anh đi đâu ạ? Anh có việc cần phải giải quyết. Nhờ cậu. Dạ. À mà không được, cậu đi luôn với tôi. Anh ơi, từ từ đã, nhưng mà anh có nói là đi đâu đâu, anh phải nói rõ cho em biết chứ, con Châu thì... Cứ đi đi. Cái anh... Đi. Cứ đi. Đi đâu? Quá đi. Cái Châu... Kệ. Mấy anh là ai đấy? Tôi có biết mấy anh đâu. không quen á hả? Em nhìn kỹ lại xem có nhớ anh là ai không? Anh là cái anh hồi sáng. Chỉ nhớ tốt đấy. Này, mày có phải là cái đứa đánh em gái tao không hả? Làm gì có, không biết gì đâu. Mày lại còn chối nữa à? Tao nói cho mày biết, camera ở trên đường đã quay lại hết rồi, mày thích chối không? Lần này ấy, thì em có chạy thoát đằng trời. Để anh xem nào. Bây giờ là mình nên đánh vào tay nó, hay đánh vào chân? À, hay là vụt một phát cả hai cái cùng lúc nhỉ? Mày anh ơi, em xin lỗi, em chốt dại thôi, mày anh tha cho em đi ạ. Tao nói cho mày biết, lần này tao cảnh cáo, một lần nữa mày chạm vào em gái tao thì tin tao đi, tao sẽ không để cho mày còn đủ sức mà lết về nhà đâu, nhớ chưa? Cô em nên nhớ này, bọn anh đã cho người theo dõi cô em khắp nơi rồi, thế nên là cô em không chạy thoát được đâu. Mà cho dù là cô em có chui xuống dưới đất đấy, bọn anh cũng lôi cô em lên đấy, nhớ chưa? Mày anh tha cho em chốt dại thôi, em hứa là lần sau em không dám như thế đâu ạ. Người cái chúa gì mà anh Vanh này, vừa nãy trông anh ngầu dã man ấy, trông cứ như giang hồ thật đấy anh ạ. Ngầu cái gì đâu mà cũng phải công nhận là chú em này diễn là hơi đỉnh ấy nhá. Nhưng mà trông anh giang hồ như thật như thế, trông hổ báo như thế, anh còn cho em đi theo làm gì? Em có giúp đỡ được gì đâu. Khổ quá, hổ báo cái gì đâu, diễn cả thôi. Anh phải lôi mày theo anh mới đủ tự tin anh diễn như thế đấy. À thế là vừa nãy cậu gồng đúng không? Anh cũng chỉ lo là cái con bé kia nó có đồng bọn thôi. Mà nói thật nhá, là anh cũng chưa tin tưởng anh giao Châu ở nhà một mình với mày đâu đấy. Anh làm sao ấy, trông mặt em uy tín như này cơ mà.
Sao anh lại không dạy Châu cách tự bảo vệ bản thân mình? Nếu em mà là Châu nha, em đánh cho con bé kia xanh mặt rồi đấy. Đúng là từ trước đến nay, anh không bao giờ dạy nó cả. Lúc nào anh cũng muốn nó phải làm theo ý của anh. Chưa bao giờ anh để cho nó làm theo ý nó muốn cả. Dần dần nó mới trở nên yếu đuối như vậy đấy. Không sao đâu anh ạ. Bây giờ thì mọi chuyện đều được giải quyết rồi. Nhưng mà sau lần này nhá, chắc chắn là về anh sẽ dạy cho nó. Để sau này nếu như mà nó gặp những cái chuyện tương tự, nó còn biết đường mà nó phản kháng. Ủa anh? Thế là bây giờ anh yêu thương em gái anh quá, là nhìn đâu cũng ra nguy hiểm đúng không anh? Chuyện cái gì thì anh không dám nói trước. Nhưng mà riêng cái chuyện nhá, mà chẳng may có ai đấy mà dám bắt nạt con bé Châu nhá, thì chắc chắn là anh sẽ không để yên cho nó đâu. Đi. Dạ. Chị làm cái gì vậy? Ai cho mày mang cơm cho tên này ăn? Sao chị quá đáng thế nhở? Chị không thấy anh ấy đủ đáng thương rồi à? Đáng thương cái gì? Mày nhiều tiền quá nhở? Cho nên là mày mới đi nuôi cái tên này ăn trực. Chị cứ mặc kệ em. Nếu mà thiếu ấy, chị cứ trừ vào tiền lương của em. Em lấy cho anh phần khác. Không có tiền mà mày đặt đến ăn trực. Đúng là cái loại rác rưởi, cặn bã xã hội. Chị nói cái gì mà vô lý thế? Người ta đã ly hôn với chị rồi, đã ra đi với hai bàn tay trắng, thì một chút cơm này có là cái gì đâu? Chuyện đấy liên quan gì đến mày? Em hỏi chị nhá, chị ly hôn với anh ấy rồi, chị cũng đã lấy hết tiền tiết kiệm, lấy hết nhà cửa, lấy hết xe cổ của anh ấy rồi, thì một chút phần cơm như thế này có là quá nhiều với chị không? Cái thằng này, tao thuê mày về làm nhân viên hay tao thuê mày về làm bố tao hả? Nhưng mà em cảm thấy rất là khó chịu và cảm thấy rất là chướng mắt khi mà chị đối xử với anh ấy như thế. Anh Vành đúng là ngu mới lấy phải chị mà. Mày có tin là tao đuổi việc mày không hả? Em lại sợ quá. Được rồi, chị thích thì chị cứ đuổi việc em đi. Nhưng mà chị sẽ phải làm tất cả mọi thứ ở đây một mình. Nào, chị dám đuổi không? Hai người thôi đi. Cả hai người đều quá đáng. Anh ơi. Cái loại âm binh chướng khí, lần sau đừng để đi ăn trộm nữa. Chị đúng là cái đồ độc ác. Cái ông Vanh này đúng là tội nghiệp thật đấy. Lấy ngay phải cái người đàn bà chuyên quyền, xong rồi là còn ghê gớm nữa. Đến tiền của ông ấy mà bà ấy cũng không chịu nhận. Càng nghĩ cho càng bực. Làm ơn làm phước cho tôi xin vài đồng bạc lẻ. Anh Vanh. Huy. Sao anh lại ở đây? Vanh ơi, sao anh lại ngồi ở đây ăn xin như này? Anh cùng đường rồi Huy ạ. Xin vào làm công ty thì công ty nào người ta cũng khinh thường, người ta không nhận. Mà anh thì không thể làm những công việc tay chân được. Thế nên là đành phải ăn xin để sống qua ngày. Chỉ có mỗi như thế mà anh đã phải ra ngoài đường ăn xin rồi á? Như thế vẫn chưa đủ khổ à? Anh Vanh này, anh từng là một người đàn ông rất là giỏi giang. Tại sao bây giờ mới gặp một chút thất bại như thế mà anh đã phải ra ngoài đường ăn xin, anh đã bỏ cuộc như thế nhở? Anh còn rất nhiều cơ hội, rất nhiều con đường để trở lại với đỉnh vinh quang như ngày xưa cơ mà. Anh không biết gì cả, anh không biết gì hết. Ở trên đời này phải có làm thì mới có ăn. Thay vì anh đứng đây và nhận sự bố thí của người khác ấy, tại sao anh không đứng lên và giật lấy tiền của người ta? Giật lấy á? Anh từng là giám đốc của một công ty lớn, anh có trong tay hàng nghìn nhân viên. Như thế thì chứng tỏ anh là một người rất có tài và trí tuệ của anh cũng không hề tồi. Thế thì anh phải biết cách giành lấy tiền của người khác chứ. Lời em nói đúng rồi đúng không? Anh Vanh ạ, anh đừng có buông xuôi như thế. Huy này, lời em nói khiến cho anh bừng tỉnh. Anh như được khai sáng, anh biết phải làm gì rồi. Cảm ơn em nhé. Có thế chứ. Nếu mà anh muốn bắt đầu đi làm từ con số 0 ấy, đấy thì em sẽ giới thiệu anh đến công ty của mẹ em làm. Đấy, công ty của mẹ em nói chung là cũng nhỏ thôi, nó cũng chả có gì đâu, nhưng mà đảm bảo là sẽ cho anh một cuộc sống rất là sung túc anh Vanh. Đi đâu rồi? Hay nhờ, đi đâu sáng giờ mới bắt mặt về? Em đi ra ngoài cho thư giãn đầu óc để tập trung làm việc hơn, không được hả chị? Thư giãn đầu óc? Này, tao nói cho mày biết, nếu không phải là quán của chị không tuyển được người á, thì có lâu chị mới thuê mày. Nhưng mà không phải cần tư liệu để viết sách thì tôi cũng chả thèm làm một quán của bà đâu. Cái gì, nói to lên xem nào, nói to lên. Chả có 3 triệu tháng mà đòi hỏi quá thôi.
3 triệu không phải là tiền à? Đi vào rửa bát nhanh. À chị ơi, vừa nãy là em có nhìn thấy chồng cũ của chị ấy đang làm ăn xin ngoài đường á. Cái gì? Anh ấy bảo là anh ấy khổ lắm, đi làm việc mà chả có chỗ nào thuê cả, trông tội lắm chị ạ. Cho đáng đời cái loại đàn ông vô dụng yếu đuối. Này, chị nói như thế mà được à? Anh ấy bị như thế một phần cũng là do chị mà. Mày mới chỉ quen biết tao với cả hắn ta 2 tháng nay thôi, mày biết cái gì mà nói. Em... à đây này, chị nhìn cái tờ tiền này đi. Đấy, chị có biết không? Đấy, cái tờ tiền này... Không nói nhiều nữa, đi vào làm việc, dọn dẹp đi. Ai, mà tức quá mà. Đấy, đến nhà chị rồi đấy. Mà chị giữ như sư tử Hà Đông như này mà cũng sợ về nhà một mình á. Mày chả biết cái gì cả. Bây giờ ấy, 1 mét vuông á, 1 chục thằng ăn trộm. Cẩn thận vẫn hơn. Chị kiếm cớ hành em thì đúng hơn. Mày nói nhiều quá, thôi đi về đi. Ủa, cho chị chiêng thật đấy, vừa nói cướp xong phát là có cướp đến cướp của chị luôn này. Mày còn ở đấy mà nói nữa, đuổi theo, nhanh. À, đứng lại thằng cướp kìa, đứng lại thằng cướp. Cẩn trợ. Mày, bắt được mày rồi nhá. Giữa ban đêm ban mặt mà mày dám đi ăn cướp như này à? Khổ, khổ quá Huy ơi, anh mà. Anh nào, à, tao khổ. Anh em gì đấy mày, mà sao mày biết tên tao? Khổ quá, mày cứ bỏ ra đi thì anh giải thích cho. Đấy, anh mà, anh Vanh đấy. Anh Vanh, tại sao anh đi ăn cướp như này? Chính mày bảo anh còn gì nữa. Mày bảo anh là đừng có đi ăn xin nữa, mà phải biết đứng lên mà giật lấy tiền của người khác thì chả là đi ăn cướp thì là... Cái gì cơ? Em bảo anh như thế á? Chả thế thì sao? Em bảo anh bao giờ? Rõ ràng là sáng nay mày gặp tao xong mày bảo là anh phải đứng lên đi, đừng có đi ăn xin nữa mà phải biết đi lấy tiền của người khác. Đi lấy tiền của người khác thì không phải là đi ăn cướp, thì đi ăn cục cờ nhà mày. Mà đấy, tao còn chưa đi ăn cắp của người ngoài đấy, tao còn đang sợ đấy nhá. Thì tao mới chủ động tao ăn cắp của vợ tao cho tao quen việc đi đấy. Em hiểu rồi. Nhưng mà em không nghĩ là những cái lời nói của em nó vẽ lên cho nó văn chương hoa hoét một tí mà anh lại đi hiểu thành nghĩa đen luôn. Mày đen trắng cái chó gì mày nói cái gì ấy. Này, em ý... hỏi ý không phải chứ. Tại sao ngày xưa ấy, anh lại có thể điều hành một cái tập đoàn, một cái công ty lớn hàng trăm nhân viên, hàng nghìn nhân viên như thế được? Mày hỏi chứ tao biết làm sao. Hắn thành công như vậy là nhờ có chị đấy. Đến cái việc phạm pháp như này, anh cũng dám làm. Anh hết thuốc chữa thật rồi anh Vanh ạ. Châu ơi, thật ra cái này cũng có một phần lỗi của em ạ. Tại vì là em không nói rõ, thế nên là anh Vanh anh ấy hiểu nhầm, nên là anh em mới... Thôi, mày đừng nói gì nữa. Anh không muốn nói, nhưng bây giờ tôi lại muốn nói đấy. Huy, em lúc nào cũng trách móc chị. Nhưng mà em có hiểu rằng hắn là một tên tệ hại thế nào không? Chị nói cái gì cơ ạ? Chị chấp nhận từ bỏ ước mơ để đứng phía sau cho hắn gây dựng sự nghiệp. Vậy mà khi có một chút thành công rồi, hắn lại nghe lời lũ bạn xấu rủ dê, lôi kéo, suốt ngày đàn đúm ăn chơi, rồi về nhà đay nghiến vợ con. Chị quá thất vọng cho nên mới quyết định ly hôn. Nghiến gì? Huy ơi, em phải tin anh. Anh thề với em là chưa một giây phút nào anh bắt vợ anh là phải từ bỏ đam mê để mà anh tập trung cho sự nghiệp của anh cả. Mà em nói như kiểu em không, anh không bắt im đi. Im vậy. Tôi còn chưa nói xong. Chị sớm biết công ty của sẽ không trụ được thêm lâu nữa, cho nên chị mới lừa hắn đưa hết tiền tiết kiệm và sang tên căn nhà cho chị. Đấy nhá. Bây giờ thì em thừa nhận rồi nhá. Rõ ràng là em bày mưu, em tính kế, em lấy hết tiền của công ty của anh, công ty anh mới phá sản như thế chứ. Tôi chỉ lấy những thứ xứng đáng thuộc về tôi thôi. Đấy, em làm gì cũng chả bao giờ em chịu hỏi ý kiến anh. Em lúc nào cũng chỉ làm chú ý em còn nhiều chuyện anh chưa nói em. Anh thôi đi, tại anh quá vô dụng tôi phải thành như thế đấy. Anh ấy, anh là đồ vô dụng. Trời, anh chị bình tĩnh lại đi. Mà anh nhìn vào thì tưởng là anh chị đánh ghen em đấy. Tôi thật hối hận khi lấy anh làm chồng. Anh không xứng đáng làm chồng của tôi, không xứng đáng làm bố của Su. Đấy, em thấy chưa? Không bao giờ chịu nghe là anh phải nói chuyện, anh phải trình bày quan điểm ra. Lúc nào cũng thích làm gì anh còn nhiều chuyện anh chưa nói. Cả mặt mày, mặt em.
vào đấy. Này, mang cái ảnh này ra ngoài cửa dán. Từ lần sau ấy, cấm người này không được vào quán của chị, biết chưa? Cầm lấy, thái độ gì đấy? Em nghỉ việc, em không làm cho chị nữa. Cái thằng này, đi làm không cần lương hay sao mà thái độ lồi lõm đấy hả? Dạ vâng, chị ơi, hôm nay chị cho Su ngủ trước giúp em nhá. Chắc là em về muộn đấy ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Mày quay về đây làm gì? Mày bây giờ ấy, có năn nỉ chị cũng không cho mày làm việc nữa đâu. Vừa nãy đi em quên trả tạp dề thôi nhá, em mới quay lại trả cho chị. Đây cũng trả thấy đâu mà năn nỉ. Đây, trả cho chị. Này, tháng này mày làm được bao nhiêu ngày, chị vẫn sẽ trả lương đầy đủ, không thiếu một đồng. Thế à, chị tốt quá nhỉ, em cảm ơn nhá. Đây, trả lại cho chị ở cái này nữa. Cái gì đấy? Đây là tiền của anh Vanh, anh ấy gửi mỗi lần mà anh ấy đến đây ăn đấy. Em định đưa lại cho chị mấy lần mà chị có chịu lấy đâu. Đã biết là chị không muốn cầm, còn đưa làm cái gì? Thì ở trên tờ tiền này có lời nhắn cho chị đấy. Lời nhắn á? Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Em và Su tha thứ cho anh có được không? Đừng bỏ rơi anh, em đã hứa rồi mà. Cái này là sao? Thì anh Vanh anh muốn xin lỗi chị, nhưng mà chị hung dữ quá, thế nên là anh có dám mở mồm ra đâu. Mà cái câu nói là đừng bỏ rơi anh, em hứa rồi mà, là như nào đấy ạ? Quá ngon luôn, ước gì ngày nào cũng được em nấu cơm cho thế này. Ngày nào mới chẳng nấu cơm cho anh. Nhưng mà sắp tới em đi học lại rồi còn gì nữa, làm gì có thời gian nấu cho anh. Đấy anh phải tự lo thôi. Anh Vanh này, thực ra em có ý này. Có chuyện gì thì em nói đi. Em không định đi học đại học lại. Sao lại thế? Chẳng phải là em có ước mơ muốn sở hữu cái bằng tiến sĩ còn gì nữa. Em cứ đi học đi. Còn anh là anh sẽ đi làm để anh kiếm tiền nuôi cho gia đình mình. Người ta không đi học lại là nghĩ cho anh đấy. Nghĩ cho anh á? Anh đi làm lâu như vậy rồi, có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ. Em nghĩ là anh nên nghỉ việc và mở công ty riêng đi. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ anh muốn đi làm công cho người ta cả đời sao? Nhưng mà công việc hiện tại thật sự rất tốt. Nó cho anh rất nhiều thời gian để anh có thể ở bên cạnh em, cũng như là chăm sóc cho con. Thật sự là anh không muốn thay đổi đâu. Là đàn ông phải có chí tiến thủ và ước mơ riêng chứ. Anh cứ mở công ty đi, em sẽ ở phía sau hỗ trợ cho anh. Nhưng mà... Anh cứ nghe em đi, em tin rằng nhất định vợ chồng mình sẽ thành công. Anh không tự tin lắm, nhưng mà anh nghĩ là nếu như mà có em ở đằng sau hỗ trợ cho anh thì mọi việc sẽ ổn thôi. Nhiều lúc anh nghĩ buồn cười thật. Nếu như mà em không vì anh, em vẫn tiếp tục đi học, thì có lẽ là em đã không phải ở nhà và làm nội trợ. Sao mà anh nói cứ như kiểu anh đang tự ti về em vậy? Anh nói thật đấy. Nếu như mà em vẫn tiếp tục đi học, vẫn tiếp tục phấn đấu, có khi là em sẽ còn giỏi hơn anh ấy chứ. Thế đến lúc đấy chẳng biết là em có còn chọn anh làm chồng không nữa. Bớt nói linh tinh đi, ông chồng của tôi ạ. À. Ok, anh sẽ nghe theo lời em, anh sẽ mở công ty. Nhưng mà Châu này, em phải luôn luôn ở đằng sau hỗ trợ cho anh. Để nhỡ mà chẳng may anh có những cái suy nghĩ hành động nào đấy mà nó sai lầm, thì em phải nhắc nhở anh luôn, không được để cho anh làm những việc sai trái, nhớ chưa? Rồi, em nhớ rồi, đồ chồng ngốc. Ngoắc tay mới tin. Ngoắc tay, cứ như trẻ con đấy. Chị Châu ơi. Chị Châu ơi. Chị Châu ơi. Cái thằng này, mày làm gì mà hét lớn thế hả? Thì em thấy chị cứ nhìn chằm chằm vào cái tờ tiền ấy, em chả hiểu gì cả. Thì mà thôi, hết việc rồi em về đây. Nhớ thanh toán lương cho em này. Này Huy. Chị nữa. Vanh đang đi ăn xin ở đâu vậy? Hai người. Tỉnh dậy chưa? Ôi kìa chị làm gì đấy?
Ở đây hết việc của em rồi, em đi về đi. Nhưng mà... Nhanh. Em lại định sỉ nhục gì anh ấy? Em còn nhiều chuyện anh chưa muốn nói. Anh làm cái trò gì đây? Có biết luật bảo vệ tiền tệ Việt Nam không? Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Nhưng mà thôi, em cứ giữ lấy làm kỷ niệm cho anh vui. Nếu mà anh muốn xin lỗi em thì cứ nói thẳng với em là được mà. Tại sao phải làm cái trò này? Vừa ngu ngốc, vừa tốn kém. Nhưng mà vấn đề là anh cũng biết phải nói như nào cả. Thực sự đấy, anh làm cái gì em cũng thấy ngứa mắt, làm cái gì em cũng thấy khó chịu. Chả hiểu tại sao em vẫn yêu anh nữa. Em đúng là điên thật rồi. Anh biết thừa là lúc nào anh cũng làm em ngứa mắt, anh là thằng vô dụng. Nhưng mà em vẫn còn yêu anh thật à? Anh, bây giờ anh về nhà cùng em đi, giúp em quản lý quán cơm, rồi từ từ mình sẽ tìm cho anh một công việc khác. Anh đồng ý với em nhé. Anh đồng ý. Bà này, em làm việc này không phải là em tha thứ cho anh đâu, mà là em muốn giữ đúng lời hứa, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Cảm ơn em. Bởi vì anh đã luôn nhìn về phía em, cho nên em sẽ không quay lưng với anh nữa. Về nhà thôi. Anh Vanh, cơm của em này. Em xin. Mà nhìn anh vui quá nhở. Em nghe nói là anh với cả chị Châu sắp kết hôn lại à? Không hiểu tại sao mà dạo này chị Châu lại trở nên dịu dàng với anh. Mà anh nói nhỏ cho biết nhá, cuối tuần này ấy, anh với cả Châu sẽ đưa bé Chư đi công viên. À mà anh Vanh này, thế anh suy nghĩ sao về chuyện mà về công ty của mẹ em làm ấy? Với cái bằng cấp và kinh nghiệm của anh ấy thì sẽ được tuyển thẳng mà không cần phỏng vấn đâu. Thôi em ạ, bây giờ ở quán cơm của Châu ấy rất là nhiều việc. Anh muốn ở bên cạnh Châu để giúp đỡ cô ấy. Với lại anh cũng hài lòng với cuộc sống bây giờ rồi, thế nên là anh không có ý định thay đổi. Được rồi, em hiểu. Em tôn trọng quyết định của anh. Dù sao thì sống biết đủ vẫn luôn là điều hạnh phúc nhất. Cảm ơn em, em đúng là người tốt. Mà anh Vanh này, hả? Anh phải hứa với em là đừng có tiết lộ với bà Châu chuyện là em có công ty riêng ấy nha. Bà ấy mà biết được ấy, chắc là bà ấy tổn thương lắm. Em yên tâm đi, đây sẽ là bí mật của anh em mình. Ok anh.